Xin chào tất cả các bạn đang đến với chương trình giới thiệu các học viện danh tiếng tại Singapore cùng với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương. Thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về học viện SFTC các bạn nhé. Trường SFTC School for Further Education tọa lạc ngay tại trung tâm năng động nhất của Singapore, gần nhà ga và tàu điện ngầm Dobby Gao. SFTC liên kết chặt chẽ với trường Cambridge danh tiếng nên tất cả các giáo trình được thiết kế theo chuẩn mực của trường này. Năm 2011, trường đã mở rộng cơ sở và hiện tại có 21 phòng học được trang bị các thiết bị, đồ đạc và máy móc hiện đại tại hai cơ sở của trường để mang đến cho sinh viên một môi trường hết sức có ích cho việc làm giàu thêm kinh nghiệm học tập của mình. Phòng thí nghiệm khoa học được trang bị đầy đủ cho môn học vật lý và hóa học. Phòng thực hành vi tính, khán phòng, sẵn sinh viên, thư viện thông tin đã được thêm vào các thiết bị hiện đại. Các phòng học được trang bị thiết bị và ánh sáng có lợi cho việc học của sinh viên. Học viện SFTC tọa lạc ngay tại trung tâm Orchard, Penang Road, trong vành đai kinh doanh và du lịch sầm uất, nằm gần ga tàu điện Dobby Gao MRT, một nút giao thông của ba đường tàu điện ngầm và nhiều trạm xe buýt, làm cho sinh viên từ nhiều khu vực khác nhau của Singapore có thể dễ dàng đến trường. SFTC là một trong số ít các trường tư thục tại Singapore đạt được chứng nhận Elite 4 năm. Chứng nhận này do Hội đồng Quản lý Giáo dục Tư thục tại Singapore cấp. Các chương trình đào tạo, chương trình tiếng Anh, chứng chỉ tiếng Anh, O-Level, A-Level, cao đẳng nâng cao, chuyên ngành du lịch khách sạn và chuyên ngành kinh doanh thương mại. Các chương trình đào tạo tiếng Anh tổng quát thời gian từ 16, 32 tới 48 tuần, học phí nó sẽ từ 4.930 đô la Singapore đến 11.310 đô la Singapore. Chương trình tiếng Anh giao tiếp thời gian từ 12 cho tới 24 tuần, học phí sẽ dao động từ 2.175 đô la Singapore tới 4.350 đô la Singapore. Khóa luyện IELTS thời gian 12 tuần, học phí sẽ là 2.175 đô la Singapore. Chương trình tiếng Anh của trường được khai giảng hàng tháng. Về chương trình luyện vào trường công, khóa luyện 6 tháng học phí sẽ là 6.350 đô la Singapore, khai giảng tháng 1, tháng 4, tháng 6 và tháng 10 hàng năm, yêu cầu là hoàn thành lớp 4 đủ 9 tuổi. Khóa O-Level thời gian sẽ là từ 10 tháng tới 16 tháng, học phí sẽ là 9.800 cho tới 15.680 đô la Singapore, khai giảng là tháng 1 và tháng 6 hàng năm, yêu cầu hoàn thành lớp 9, điều kiện đủ 15 tuổi, IELTS 5.0. Khóa A-Level, thời gian học 10 tháng, học phí 11.580 đô la Singapore, khai giảng tháng 1 hàng năm, yêu cầu là cần phải tương đương với lớp 11, điều kiện 17 tuổi và IELTS 6.0. Các chương trình cho trường SFTC cấp bằng chuyên ngành cao đẳng thương mại và nghệ thuật tự do, thời gian 18 tháng, học phí là 18.000 đô la Singapore, khai giảng tháng 1, tháng 5, tháng 9, yêu cầu là hoàn thành lớp 12, 17 tuổi trở lên, IELTS 5.5. Chương trình do Vision BTech cấp bằng chuyên ngành kinh doanh thì sẽ có chương trình của Level 3, thời gian 12 tháng, học phí 9.704 đô la Singapore, khai giảng tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 9, yêu cầu là hoàn thành lớp 10, 16 tuổi trở lên, IELTS 4.5. Có chương trình Level 5, thời gian 18 tháng, học phí 12.980 đô la Singapore, khai giảng tháng 1, tháng 5 và tháng 9, yêu cầu 17 tuổi trở lên hoặc hoàn thành Level 3 hoặc là đã học xong lớp 12 tại Việt Nam, IELTS 5.5. Chương trình đại học do trường đại học University of Stanford Manchester cấp bằng chuyên ngành kinh doanh, thời gian 12 tháng, học phí là 12.800 đô la Singapore, khai giảng tháng 1, tháng 5 và tháng 9, yêu cầu là hoàn thành Level 5 hoặc tương đương. Thì để được biết thêm thông tin chi tiết, các bạn có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Và chúng tôi có một chi nhánh ngoài thành phố biển Nha Trang, chúng tôi không có chi nhánh nào ngoài Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình lần sau.